một lòng hướng Phật, vì sao hòa thượng vẫn phải chịu nhục hình? Ở Ấn Độ cổ, Phật Thích Ca Mâu Ni khi tại thế đã định ra giới luật, trong đó có một giới là người xuất gia không được cất giữ tiền và vật. Thời gian trôi qua, người đời dần quên mất lời căn dặn của Phật. Vào đời nhà Tống, chùa Bảo Tàng Hàng Châu có vị tăng nhân trụ trì là Chí Thuyên. Mỗi lần được tiền tài bố thí của tín chúng, ông đều không tơ hào chiếm dụng hay sử dụng bừa bãi, tâm địa cũng rất thiện lương. Một hôm, một vị tăng nhân trong chùa nói với Chí Thuyên rằng: "Trong chùa có khá nhiều tiền bố thí của các tín đồ, ông cho tôi mượn 1 vạn đồng. Sau này hoàn trả nhất định sẽ trả thêm 3.000 đồng tiền lợi tức." Ban đầu, Chí Thuyên không đồng ý vì không muốn nhận tiền lợi tức làm của riêng. Nhưng cuối cùng ông vẫn cho người kia mượn tiền, định bụng dùng tiền lợi tức vào việc công. Mấy tháng sau, tăng nhân mượn tiền đó quả nhiên hoàn trả ông 3.000 đồng. Chí Thuyên bèn lấy 3.000 đồng tiền lợi tức làm chi phí mua hương nến cho chùa. Trong chùa có một con mèo rất thuần tính hiền lành, hằng ngày đi theo Chí Thuyên, được ông yêu quý chăm sóc chu đáo. Khi chú mèo chết, ông chôn cất chú rất cẩn thận. Một hôm, Chí Thuyên đang ngủ, trong mộng thấy mình đến một tòa quan phủ. Trong tòa nhà có một vị quan trông rất sang trọng, bước ra nghênh đón, cung kính hành lễ, cứ như là đã quen biết từ trước. Chí Thuyên đáp lễ rồi hỏi: "Xin hỏi ngài đảm nhiệm chức vụ gì ở đây? Chú tăng vì duyên cớ gì lại đến đây khiến ngài đón tiếp ân cần như thế này?" Viên quan đó nói: "Đời trước tôi phạm lỗi, chịu quả báo làm thân súc vật, do đó đã làm mèo. Hôm nay nợ nghiệp đã hoàn trả hết. Do bản tính cương trực nên được làm quan âm phủ. Tôi chính là con mèo mà ông năm đó đã yêu thương và chăm sóc cẩn thận trong 6 năm. Tôi vẫn hay nghĩ đến cách báo đáp ân tình của ông. Hôm nay mời ông đến là có chuyện muốn nói. Cách đây không lâu, ngài cho một tăng nhân trong chùa mượn tiền, còn nhận 3.000 đồng tiền lợi tức của người ta. Tuy số tiền này ngài dùng để cúng Phật, nhưng tư tâm lạm dụng như thế này cũng là hành vi bất chính, phải chịu một kiếp khổ trong địa ngục." Chí Thuyên nghe thế, trong lòng rất sợ hãi, hỏi viên quan cách hóa giải tội nghiệp. Viên quan nói: "Tôi cũng đã từng hỏi cho ngài rồi, các biện pháp chuộc lỗi khác thì chỉ có ở thế gian chịu cái khổ bị đánh 30 trượng là có thể thay thế được. Trừ đó ra thì chẳng còn biện pháp nào khác." Nghe xong lời viên quan, Chí Thuyên choàng tỉnh. Ông nghĩ thầm: "Mình làm trụ trì đã lâu, trước nay đều được các tân nhân và người đời kính trọng nể phục. Nếu chấp nhận bị đánh gậy thì còn mặt mũi nào đây? Mình nên tu hành khổ hạnh, hy vọng có thể miễn trừ được tai họa này." Thế là ông xả bỏ tất cả, làm đồ cúng dường cho các tân nhân, đồng thời khắc khổ tu hành, một lòng sám hối. Hơn 1 năm, quan huyện Tiền Đường đưa gia quyến đến chùa lễ bái. Đúng lúc các tăng nhân đều đi cúng chay, trong chùa không có người đón tiếp. Vì thế mà quan huyện trong lòng bực tức. Đã thế ông ta lại dẫm phải bãi phân mèo, nên thêm phần tức giận. Một viên tùy tùng lôi Chí Thuyên từ trong phòng sám hối ra và nói: "Ông ta là trụ trì chùa này. Vì ông ta lười biếng, không quét dọn phân mèo, do đó đã ẩn nấp trốn tránh." Chí Thuyên giải thích nhưng không làm quan huyện vừa lòng. Không những không hài lòng, quan huyện còn sai người đánh trụ trì 30 gậy rồi hậm hực trở về.
Chí Thuyền nhớ lại lời dặn của Viên Quang trong mơ, hiểu rằng đây là nhân quả báo ứng của mình, nên cam tâm chịu phạt. Từ đó về sau, ông thường khuyên răn các tăng nhân nhất thiết không được lấy tiền hay của cải bố thí của tín chúng làm của riêng. Trước khi Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, Tôn giả A Nan có hỏi rằng: Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn nhập Niết Bàn thì chúng con biết theo thầy nào? Phật Thích Ca có dặn lại một câu rằng: Dĩ giới vi sư, nghĩa là hãy lấy giới luật làm thầy. Bao nhiêu lời giảng pháp và lời dạy của Phật còn lưu truyền lên tới hàng trăm ngàn cuốn kinh Phật như thế, sao Phật Thích Ca không bảo các đệ tử học theo bộ kinh nào đó mà lại nói lấy giới luật làm thầy? Bởi vì giới luật là điều duy nhất đích thân Phật Thích Ca để lại, còn kinh sách đều là do các đệ tử qua nhiều đời, nhiều thế hệ nhớ lại những gì được truyền dạy mà chép ra, không đúng nghĩa nguyên gốc mà Đức Phật muốn truyền đạt. Hoặc một số kinh sách được các tăng nhân sau này đứng tại góc độ của mình mà giải thích, ghi chú thêm, không những không biểu đạt được nội hàm thâm sâu trong lời dạy của Đức Phật mà lại không còn khả năng độ nhân. Như vậy có thể thấy, giới luật là điều quan trọng nhất mà Phật Thích Ca lưu lại, là điều bắt buộc các đệ tử phải nghiêm túc tuân thủ giữ gìn thì mới đạt tiêu chuẩn của người tu luyện chân chính. Thế nên khi chỉ đọc kinh thuộc kinh mà không giữ giới thì bất kể người đó tu hành bao lâu, giữ chức vụ địa vị gì trong Phật giáo, là hòa thượng hay cư sĩ, thì cũng đã không phải là đệ tử chân chính của Phật Thích Ca.